chào các bạn. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị cho sinh nhật. Đi nào. Ủa mà lên nói gì mai chơi mình thôi. Cắn một cái đi, cắn bánh kem cái đi cho tượng trưng. Rồi, đó, người ta cắn bánh kem rồi là mát. Yeah, bye bye. Cảm ơn chị Mai nha. Cảm ơn mọi chị, người luôn. Chị Hằng, chị Quy, chị Quân. Cảm ơn chị Lý. Chị Lý có phần mát, ta cũng ham như vậy là